Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trong năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các ngành đơn vị thành phố liên quan đã có nhiều giải pháp thúc đẩy thị trường OCOP của thành phố, hình thành nhiều sản phẩm mới, tạo liên kết cung cầu bền vững. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu, các chương trình xúc tiến thương mại như các phiên chợ nông sản, các cụm trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp trọng tâm của thành phố thời gian qua. Đặc biệt so với các năm trước, với việc các mô hình nông nghiệp được nhân rộng như hiện nay, cùng với sự tham gia của nhiều bên liên quan, các chương trình hỗ trợ phát triển OCOP ngày càng trở nên phổ biến và được các chủ thể người dân biết đến nhiều hơn. Hiện nay trung tâm đưa sản phẩm OCOP đi vào hoạt động, trong đó chủ yếu là quảng bá, giới thiệu các cái sản phẩm OCOP của các chủ thể ở Đà Nẵng đến với người tiêu dùng. Thì hiện nay trung tâm cũng đang làm các cái dịch vụ kết nối để tiêu thụ sản phẩm OCOP và giúp cho các chủ thể OCOP, đồng thời liên kết với các chủ thể OCOP của các đơn vị trong và ngoài thành phố để mà làm ra sản phẩm OCOP ngày càng phát triển mạnh hơn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, so với các địa phương khác, các sản phẩm OCOP của Đà Nẵng ít hơn nhưng có sự lựa chọn thể hiện được thế mạnh, đặc trưng của địa phương, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. 90% sản phẩm OCOP Đà Nẵng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch. Hơn 60% sản phẩm có ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như Việt Gap, ISO. Đồng thời, hơn 90% sản phẩm đã lên sàn thương mại điện tử, gần 70% sản phẩm đã được hỗ trợ đưa vào các kênh phân phối tại các chuỗi cửa hàng, siêu thị mini, siêu thị đặc sản, chợ. Tất cả những cái sản phẩm mà muốn hướng tới sản phẩm OCOP thì đều phải có những cái vùng nguyên liệu cụ thể. Thì về phía trung tâm là cái đơn vị chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thì trung tâm muốn hướng những cái người sản xuất đến những cái sản phẩm mang cái tính chất lượng, làm nền tảng cho cái nguồn nguyên liệu để hướng tới phân hạng tới. Theo kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP Đà Nẵng đến năm 2025, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu có 135 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó 2 đến 3 sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao, có ít nhất 3 đến 5 sản phẩm OCOP là nghề truyền thống, ít nhất 2 sản phẩm OCOP là dịch vụ du lịch. Hình thành trung tâm trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP cấp thành phố, đẩy mạnh hình thành điểm trưng bày sản phẩm OCOP các quận huyện.